căn nhà 3 tầng nha. Ba 3 tầng tầng anh hay 2 tầng, 3 tầng ấy. Làm theo lối kiến trúc của kiểu Tây Tây ạ. mình không rõ lắm. Hiểu rồi. Mình sẽ đột nhập từ phía sau ra phía trước. Đấy. Hiện tại ở trong mâm thì chủ yếu là những món ăn chế biến từ ngan thôi, nhiều ngan lắm nhỉ. Và các bác có thể nhận ra được không? Đây là Nguyễn Tất Mạnh, em trai của Nguyễn Tất Thắng. Cháu về từ chiều ngày 30 Tết các bác. Từ hôm đấy đến giờ là vẫn đang bận rất nhiều việc. Thì sẽ chia sẻ cho các bác vào những cái hình ảnh vào những cái đợt tới này, chắc phải vài vài tháng nữa. Hello, xin chào quý khán giả quay lại với video tiếp theo nữa trên kênh của Gia Lào TV. Chào mọi người nhá. Chào buổi sáng anh Tú và anh Gia Làng ạ. Đấy, sau khi ăn tối tại nhà bạn Xuân Hiếu thì đoàn anh em đã di chuyển đến thành phố thành phố gì anh nhỉ? Thành phố Tuyên Quang nha. Vâng. Anh em đã nghỉ ngơi và sáng hôm nay thì sẽ di chuyển đến đến địa điểm nào anh Tú nhá. Anh không biết, đi theo đoàn đi theo Thắng đoàn đây. Chắc về nhà Thắng ấy. Vâng, phía trước là xe của anh Thắng ấy, xe của Mạc Minh và xe của Thảo Mỹ Linh. Thì đang ở thành phố Tuyên Quang nên là đang di chuyển với đoàn, cũng không chưa rõ là lịch trình sẽ đi dừng chân ở địa điểm nào. Nhưng mà sáng hôm nay bây giờ anh em sẽ đi ăn sáng đã. Hôm qua ngủ ngon không hai hai bác? Rất ngon rồi, tỉ rồi, không biết gì nữa. Hôm qua uống khâu với làng của Mạc Minh ở nhà Xuân Hiếu. Không biết là các bác ngủ ngon không chứ em về nằm một phát là Say đấy. Qua tôi uống nhiều cả nhà. Vui quá các bác, tại vì là vui nên là anh em uống hơi nhiều. Mình đã rời khỏi thành phố chưa anh nhỉ? Rồi rồi. Đây ngoài ô đây. Ngoài ô rồi. À, ngoài ô. Anh có biết nhà anh Thắng ở huyện nào? Tôi bảo Mỹ Bằng, không biết là Mỹ Bằng là xã hay là huyện. Anh cũng không biết, anh chưa đến bao giờ cả. Em vẫn nghe như là Mỹ Bằng nhỉ. Đây là lần đầu tiên em đến khu vực này nên không 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 hình dung được. Anh em bây giờ tới chỗ quán ăn bún rồi, sáng nay đi mình ăn bún lòng nha. Đấy. Để cho mọi người xem này, bún lòng nha. Ngon không anh chưa làm? Sở trường của anh luôn đấy nhỉ. Mọi người ăn sáng nha. Đấy, sở trường của anh nhà làng luôn. Anh em thì hơi 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 đông nên là hơi hơi thôi. Hai mâm mình phải chia ra hai mâm. Tân đoàn chia sẻ rồi. Anh em lúc tối ngủ ngon không? Ngủ được anh ạ, ngủ ngon đấy. Hôm qua anh em chạy đường dài như thế. Đường dài nhờ. Sau khi ăn tối xong là anh em di chuyển luôn nên là hơi mệt. Đấy. Anh em có cơm trưa ở nhà chú Thắng. À thế á? Trưa nay mình vẫn đang ăn cơm ở đây à? Đấy, hành trình di chuyển qua Yên Bái nhà. Đây, em cũng ăn tô phở đó, bún đó. Đã xong rồi anh Đăng. Tí mình sẽ đột nhập biệt phủ của nhà anh Thắng để chia sẻ chứ hả? À thế á? Khác nhỉ? Được là bún tươi nhưng mà cái này họ làm bún trong cái cô ra. À. Bún 3.000 nữa nè. Cho ớt nhiều nhiều vào. Hôm nay này đi cùng anh già làng rồi. Luyện cái nội môn môn ăn ớt rồi. Quần áo ném hết vào rồi đúng không anh em ơi? Của em ném được, vâng. Anh có ném không? Đã cho ấy về chưa? Đã bật máy chạy chưa? Đấy, mời các bác ăn sáng nha. Ngon không kế? Ngon lắm. Bún này vừa đấy. Ừ. Nước dùng rất là thanh được. Thanh được. Linh chắc là ăn quán này nhiều nhỉ? Linh. Dạ. Ăn quán này nhiều nhỉ? Quán này em ăn 2-3 lần rồi. Bảo quen. Trước hai vị nhà chú Thắng nhiều ấy. À. Sau đó cũng vào đây thưởng thức. Đấy, thấy quen cả ông chủ quán luôn. Vâng. Hay sang ăn cơm cùng. Ừ. Này là cái gì? Này là gì? Măng, măng, măng ớt, măng ớt, măng rừng, ngâm ớt. À. Ngon lắm. Ăn với cơm sáng là phải ăn với cái này. Đúng rồi.
hợp với bún này, phở này, mì tôm này. Bằng hơn là đặc sản của vùng cao. Đúng rồi, yeah. Tây Bắc mình. Tây Bắc là hay có món măng này. Nhà làng sáng nay đã phải kiểm tra bài vở đang hoa không? Thịt thì nướng cả. Nướng, ngon lắm. Rất là thơm luôn. Mềm, rất là ngon luôn. Quá ngon luôn nhỉ. Ăn đơn giản nhưng mà ngon đấy. Ăn sáng là đơn giản thôi các bạn ạ. Bún ăn phở, ăn mì, có khi ăn mì tôm thôi. Thế nữa ghé vô đây luôn hay sao em ơi? Dạ. Chứ có nhà ăn ăn cơm hả? Ăn cơm đưa này ăn cơm trưa. Tí ăn sáng xong anh em sẽ đột nhập nhà biệt phủ nhà anh Thắng để ăn trưa luôn. Ăn trưa luôn. Anh em sẽ chia sẻ những hình ảnh bữa trưa cùng anh em tại nhà biệt phủ anh Thắng nha. Đấy các bạn thân mến, sau khi anh em ăn sáng xong thì bắt đầu ghé nhà của anh Nguyễn Tất Thắng này. Đấy, cảnh quan đây. Phía trước mặt ta, anh em mình là một căn nhà biệt phụ. Đó. Đang nhờ bạn Linh làm caramel. Trước khi vào nhà thì có cái cánh cổng rất là đẹp. Đây là kinh nghiệm làm cơ khí của mình, đây là đúc. Nhưng mà không phải, không biết là đúc bằng bằng nhôm à? À. Đấy. Nếu mà đóng cái cổng vào thì nó là hình trống đồng ấy. À, đây là hình trống đồng này, hoa văn trống đồng. Biểu tượng của văn hóa Đông Sơn, trống đồng Đông Sơn của Việt Nam mình. Em sẽ đưa mọi người đi xung quanh phía ngoài căn nhà biệt phủ của anh Thắng nhá. Đấy, căn nhà 3 tầng nhỉ. 3 tầng hay 2 tầng, 3 tầng ấy. Làm theo lối kiến trúc của kiểu Tây Tây. Mình không rõ lắm. Mình không rõ lắm kiến trúc nhà ở nên là không hiểu lắm. Thì thấy nó kiểu như ở trong phim thôi. Anh em thì đang nghỉ ngơi để ăn trưa, để tí ăn trưa xong rồi hành trình tiếp tục đi di chuyển qua Yên Bái. Đẹp nhờ. Phía sau này là căn nhà bếp à. Đây ông bà nuôi gà đây này. Nhiều gà chưa? Đâu? Đây gà đen đây này. Gà đây này. À. Gà đen nhưng mà lông trắng nhỉ? Vâng. Gà này hiếm đấy. Gà đen lông trắng, mắt kìa. Mắt nó đen xì nhỉ. Đấy. Mình sẽ đột nhập từ phía sau ra phía trước. Sau này là có một bàn ăn, chắc là ông bà hay ăn ngoài. Ăn ở ngoài đây nhỉ. Ở đây ông bà, bố mẹ của anh Thắng vẫn là làm nông nhá các bác nhá. Ê, đi, mình đột nhập từ phía nghe. Sau này chưa. Ở đây là căn nhà cú bếp. Xin chào anh. Chào em nhá. Vâng. Kênh Gió Lào lần đầu tiên gặp ở Mỹ Bằng đấy. Vâng, em cũng là lần đầu tiên ra Tuyên Quang luôn. Đấy. Ở đây chơi cùng anh em nhờ. Vâng, rất là tuyệt vời. Là cùng anh em là cùng từ đi cùng đoàn từ Hà Giang về đây à? Anh vâng đang đảm nhận những món canh này tí. Xanh. Canh bí ạ. Ở đây thì đặc sản vẫn là canh bí xanh, canh bí xương. Bên này thì có rất nhiều món ăn đã lên vào đĩa hết rồi. Còn những món ăn ngon thôi. Sốt, cá, thịt, gà, thịt vịt gì đấy. Đây đặc sản có cái bánh cuốn sáng mình. À lúc tối mình đến Tuyên Quang ăn tối là đã ăn bánh cuốn. Ở phía bên này thì gian phòng khách. Anh em đang mệt. Mọi người xin chào các anh ạ. Anh em đột nhập từ sau. Đột nhập anh ạ. Đó là đột nhập đúng không? Em đột nhập từ sau ra trước anh ạ. Quay kiểu mắt đột nhập. Cửa đây nó vào em biết đi từ sau.
May là nó không... Ở đây... luồn từ trên lóc nhà xuống. Nhà anh có cái này gọi là... Sập ạ. Ván thôi, phản thôi. Phản. Chiếu gỗ. Chiếu à? Cái này cũng làm bằng gỗ xoan luôn này. Hả? Gỗ này là gỗ ấy. Gần gần giống xoan. Rồi. Gỗ này kém hơn xoan một tí. Rồi. Ở trong em hình như là gỗ xoan họ sử dụng ít thôi đúng không? Vâng. Chủ yếu thông đúng không? Chủ yếu không, chủ yếu là cái gỗ cây kia. Cây gỗ cây tràm á. Tràm á? Vâng. Bởi vì gỗ rừng thì nó không còn nhiều nữa, nên là bà con tái tạo rừng trồng cây tràm nhiều, nên là sử dụng gỗ tràm nhiều. Còn xoan thì ít. Đây, nhà của anh ốp trần gỗ xoan. Được, bằng gỗ xoan. Được không? Đẹp, quá đẹp luôn, lung linh luôn. Ước mơ của rất nhiều người, trong đấy có em. Nhưng mà đang ước mơ thôi. Quá đẹp luôn nhỉ. Ông bỏ ra khoảng tầm độ 4 tỷ thì đẹp hết. Ồ. Vâng. Chắc tầm khoảng 10 năm, 20 năm gì đấy nhé. Đây có cái bức cái này là gọi là bức thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Đẹp này. Cũng được làm bằng gỗ gì anh? Hương đỏ. Hương Gia đỏ Lai. Của Gia Lai ấy. Thuận buồm xuôi gió. Đẹp không? Vâng. Đẹp. Bức này 4 triệu. Ồ. Đẹp mà. Nhưng mà cái vàng kia có phải vàng thật không? Vàng luôn. Mà vàng đấy. Mà vàng luôn ạ. Ừ. Nó như kiểu của thằng đồ gỗ. Gỗ đồ gỗ. Ờ. Dát vàng. Dát vàng. Dát vàng đấy. Ừ. Linh sợ sợ. Mất cơ. Mất buồn là mình mất bảy luôn đấy. Đẹp nhỉ. Đây, nhà anh thì có mấy tầng anh nhỉ? Nhà này là 2 tầng rưỡi. 2 tầng rưỡi ạ. Linh đẹp. Qua bên này thì nhờ Linh luôn nhá. Bên này thì bàn ngồi uống nước. Con chào ông ạ. Nghe điện thoại ạ. Quá bảo cần 5 người thôi mà. Sau khi đột nhập một lúc thì mình cũng gọi là chiêm ngưỡng được rất nhiều những những nét đẹp ở cái gì này, những kiến trúc đẹp của nhà anh Thắng rồi. Thì tiếp tục ăn trưa thì em sẽ chia sẻ tiếp những hình ảnh của anh em ăn trưa nhá. Chép con ghi hình bà một tí. À, vâng. Chào bà. Vâng. Chào anh Gió Lào. Vâng, cảm ơn bà đã nhận ra con. Con vui bà quá. Xem, bà xem kênh Tú Độc Kéo bà biết. Vâng. Bà đây vất vả lắm. Vâng. Làm ruộng rồi chăn nuôi con gà con lợn rất vui. Cái nhà con cũng thế bà. Cũng à, làm vườn, làm nông, làm ruộng, làm nuôi gà, nuôi lợn, nuôi ấy thôi. À, nhà con thì còn khó khăn lắm, tại vì nông. Khó khăn bằng bà không? Ui trời. Nhà con thì anh Tú với anh già làng đến chơi rồi. À, thế nhà à? Thì còn gọi là khó khăn thì không khó khăn lắm nhưng mà vẫn còn khó khăn. Thế hai ông bà ở nhà này thôi ạ. Có anh Mạnh mà. Anh Mạnh nhà bên kia. À, anh Mạnh cũng ở riêng rồi à? Riêng đâu. À vâng thế ạ. Ở trước cũng con cũng hay theo dõi kênh của anh Mạnh ấy. À thế à. Vâng, nhưng mà sau là lâu rồi không thấy lên. Anh Mạnh cái gì? Anh ấy không đam mê cái nghề này. À. Anh không thích làm. Vâng. Anh có lương vườn của anh ấy ở trên này ấy. Bây giờ anh đang trồng cây gì vậy bà? Anh đang trồng bạch đàn. Bạch đàn ạ. Vâng, vừa mới khai thác. Ồ thế ạ. Ở ngoài này bạch đàn kiểu như là giá cả. Nói chung là
vườn của anh rộng lắm. Ồ. Anh gần có gần đây không bà? Ngay trên này này. Ở đây ạ. Trên cột sóng này này. À. Đấy. Đấy trên cột sóng đó. Ừ, nhờ. Mấy hecta chỉ. Nhưng hôm nay anh có về không nhỉ? Chắc chả biết nó con đi làm mấy xúc mà. À. Nhà có mấy xúc nó đi làm mấy xúc à, mà. Ờ, thế ạ. Vậy. Con con hỏi bà năm nay là bao nhiêu rồi nhỉ bà nhỉ? Tôi năm nay 61 tuổi. Rồi. 61 ạ, bằng tuổi của bố con. Còn ít tuổi. Vâng. À, xin chào. Vâng, tí nữa lấy ăn cơm cho bà nhé. Vâng. Con ra ngoài. Để con ra ngoài này tí. Ừ. Bà đấy là vợ Mạnh đấy. À vâng, Mạnh Mạnh á. À. Vâng vâng. Vâng ạ. Cảm ơn bà. Con chúc bà luôn sức khỏe nhá. Có dịp vào Nghệ An ghé nhà con chơi nhá. Vâng. Hiện tại thì các món ăn đã được lên mâm rồi. Bánh cuốn này. À bánh cuốn nhỉ. Đặc sản của miền Bắc nhá. Đây là cổ ngan xào với bầu. Đây là cá bóng sông này. Bóng sông. Đây là thịt ngan cháy tỏi này. Thịt ngan luôn à? Đúng rồi. Đây là lườn ngan này. Lườn ngan. Ngan luộc. Ngan luộc. Xương xương canh canh ngan à. Canh ngan xương ngan linh à, đặc sản ngan nhỉ. Đấy. Đây là giò lụa. Đây là tôm sông. Rất nhiều món ngon luôn. Và đây mình đặc biệt thấy có món này này, kế này. Món nào? Đây này. À. Bí. Bên trong bạn biết là gì không? Đó, thịt gà đen. Ừ. Nhìn ra gà đen không biết các bác có thấy không, nhưng mà gà đen nhá. Gà đen. Gà nhưng đen. Mà món này gọi tên món gì? À, gà đen gọi là hấp bí đỏ. À. Này, món này nữa này, rất là lạ luôn. Nhìn quen thuộc không? Hình như là quen quen nhỉ. Canh đắng. À, canh đắng. Hôm nay không thể đi. Hiểu được. À. Mấy ngày đi cùng anh em ăn canh đắng kiểu như nghiện rồi hay sao? Đây là à. Tai heo. Đấy, trộn lá chanh. Trộn lá chanh. Và đây là món cá thu sốt cà chua. Món đặc sản thôi nhỉ. Đây là nem rán thì chắc là mọi người biết. Và cái này gọi là chế à? Chế lợn chàng đấy. Ngon, món ngon thật đấy. Còn món này có được nhiều. Khó phải lên. Anh em trong các bữa nhậu là cũng là phải có. Không thể thiếu được cái món này. Của ông chồng Mạc Minh. Của chồng Mạc Minh. Rượu khó vài lèng, da như đỉa, khỏe như trâu rừng. Khó vài lèng có nghĩa là khó là cơm. À. Vài là trâu, lèng là sức khỏe. Khó là thế, mình vẫn chưa hiểu đúng không? Chưa hiểu được. Thì cái công dụng của cái rượu này rất là tốt cho cơ thể. Những người mới ốm dậy có thể là sử dụng một ly trước khi đi ngủ. Còn anh em mình cũng không nên dùng nhiều đâu. Đúng rồi, thanh niên. Công dụng của nó thì nguy hiểm lắm. Vì cái này nó là trong cái rượu này là ngâm bằng thảo dược. Đấy, tốt cho sức khỏe. Cái rượu này thì anh em là phải sử dụng thường xuyên thôi. Nên là cũng không sao, vì anh em mình quen rồi. Chứ bây giờ người mới mà dùng vào cái rượu này mà chưa có vợ con thì hơi mệt rồi. Lạc cổng đi chơi. Đấy, là bạn là gió Lào cẩn thận nhé, uống một ly thôi nhé. Không, mình là cổng không vấn đề. À. Đấy, là bây giờ thì các món ăn đã lên mâm rồi, thì chờ một số khách khách mời anh em vào mâm thôi. Thế là vừa xong là bạn đột nhập vào đây đúng không? Đột nhập mà. Gió khác, đúng là gió Lào khác. Đột nhập. Đã đột nhập là phải bí mật. Bí mật chứ. Mình đột nhập xong mọi người bị bất ngờ. Ồ, thằng này ở đâu? Ở tận đây nhỉ? Thôi nhỉ, anh em mình qua đi. Sau khi ngồi một lúc thì khách đã đến rồi và anh em đã bắt đầu dùng bữa trưa rồi. Ở những món đặc sản hôm nay thì món này là món ngan nướng, một trong những món gọi siêu ngon ăn thì nhất người. Hiện tại ở trong mâm thì chủ yếu là những món ăn chế biến từ ngan thôi. Ừ. Nhiều ngan lắm. Ừ. Nhỉ. Và các bác có thể nhận ra ai được không? Đây là Nguyễn Tất Mạnh, em trai của Nguyễn Tất Thắng. Sau một thời vắng bóng trên YouTube thì hiện tại đang
làm có một dự án tỷ đô. Sau này rất mạnh sẽ bí mật thông báo đến khán giả. Hơn 4 tháng rồi. 4 tháng rồi. Tức là từ đầu Tết ra Tết bây giờ là không ra video nhỉ? Chưa ra video nhỉ? Chưa. Cháu về từ chiều ngày 30 Tết các bác. Từ hôm đấy đến giờ là vẫn đang bận rất nhiều việc. Sẽ chia sẻ cho các bác vào những cái hình ảnh vào những cái đợt tới này, chắc phải vài tháng nữa. Có thể là nếu mà kéo dài thì cũng phải đến tầm tháng 11, 12 âm lịch nha các bác. Có thể quay trở lại cho các bác. Hôm nay là cũng chương trình đang kéo dài đi, nhưng mà về gặp các bác già làng Tây Nguyên hay bác Phú Đầu Kéo Vlog gặp các anh em. Đấy, các bác hãy chờ những dự án của Tất Mạnh trên kênh của Tất Mạnh nhá. Hôm qua anh em cũng làm chất trên đài căng quá. Anh em thì gặp Mạnh nhá. Mạnh nhá. Thì sẽ được đã mạnh lại còn khỏe nữa là ai chịu nổi nữa. Em có hai cháu rồi. Rượu nó phải leo lớp 7. Vào lớp 7. Và cháu bé lớp 5 tuổi. Hai cháu trông. Không là trai đâu. Không một năm. Chứ sức khỏe mày nhá. Anh em thì ngồi hai mâm ở bên kia với cả Linh. Anh em sẽ ăn trưa xong và sẽ di chuyển luôn qua Yên Bái để tham gia một gặp gỡ giao lưu với anh em ở bên đấy.